Ngay sau khi đám cưới của Huyền Ly Di và Đình Tú, cô em út Vân Vân, diễn viên Ngọc Huyền bất ngờ đăng ảnh mặc váy cưới khiến fan tưởng sẽ có thêm một đám cưới nữa diễn ra. Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ bộ ảnh mặc váy cô dâu nhưng không hề có sự xuất hiện của anh thầy Đông Phong, Doãn Quốc Đàm. Nữ diễn viên được khán giả chú ý nhờ khả năng hóa thân tốt ở cả tạo hình giản dị lúc đầu phim và tạo hình sexy trái ngược trong những tập mới đây. Ở ngoài đời, mỹ nhân 23 tuổi là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật. Thương Ngày Nắng Về là dự án đầu tiên mà Ngọc Huyền chạm ngó với vai trò là diễn viên. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ nên trước đó nữ diễn viên sinh năm 1999 từng là gương mặt người mẫu ảnh, quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Vân Vân ba chấm trong phim gắn liền với phong cách trẻ trung Gen Z nên khi Ngọc Huyền mặc váy cưới, nhiều người cảm thấy có đôi chút lạ lẫm. Sau Thương Ngày Nắng Về, Huyền bày tỏ muốn trau dồi thêm về diễn xuất và mong có cơ hội được thử sức thể hiện nhiều dạng vai khác nhau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.